Thị trường game console từ lâu đã là sân chơi của ba ông lớn ngành game Microsoft, Sony và Nintendo. Mỗi bên đều có chiến lược kinh doanh của riêng mình và mỗi khi ra mắt một cỗ máy mới, họ đều phải tính toán thật kỹ lưỡng để làm sao có thể trở nên khác biệt với các đối thủ, thể hiện được những ưu thế của sản phẩm và đạt được doanh số tốt nhất có thể. Tuy nhiên, con đường cạnh tranh của các thương hiệu lớn thường không mấy bằng phẳng, không ít những sản phẩm thất bại đã được tung ra để rồi phải ngậm ngùi. Và đó chính là trường hợp của Wii U. Chiếc máy mang đầy những tham vọng của một Nintendo đang bước vào một thời đại mới, nơi mà sức mạnh cấu hình, đồ họa đỉnh cao là thứ mà tất cả đều đang hướng đến. Hiểu rằng đó không phải thế mạnh của bản thân, Nintendo buộc phải mang đến nhiều sự đột phá và cải tiến hơn ở những khía cạnh khác mà đối thủ chưa nghĩ tới, để giữ vững được những bản sắc và tinh hoa của mình, nên muốn đứng vững trong ngành công nghiệp game đầy khốc liệt. Thế nhưng trái với những kỳ vọng khổng lồ đó, thì Wii U lại lọt thỏm giữa những hệ máy đầy thành công khác của Nintendo, rồi cay đắng rời kệ chỉ với 14 triệu máy game tẩu tán được. Biến đây trở thành hệ máy có doanh số bán thấp nhất trong lịch sử công ty. Vậy nguyên nhân của điều này là gì? Tại sao một Nintendo vốn được biết đến là một trong những công ty hiểu người chơi nhất lại có một thất bại lớn đến như vậy? Hãy cùng Phê Game tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Những hình ảnh về chiếc Wii U đã xuất hiện lần đầu tại E3 2011. Ông Larry Phil Amy, giám đốc điều hành của Nintendo khu vực Bắc Mỹ, cùng tổng giám đốc điều hành Nintendo Satoru Iwata đã có một bài thuyết trình dài gần 30 phút để giới thiệu với toàn thế giới những tính năng của thiết bị mới này, và ấn tượng của mọi người nhanh chóng được đổ dồn vào thứ mang tên Wii U Gamepad. Thay vì là một chiếc tay cầm truyền thống, thì Nintendo đã thể hiện sự sáng tạo cũng như độ quái của mình khi biến đây trở thành một thiết bị chơi game hoàn chỉnh với chiếc màn hình 6,2 inch có thể tách biệt hoàn toàn khỏi chiếc console và hoạt động như một máy chơi game cầm tay. Cần điều khiển này cũng được tích hợp những công nghệ tối tân nhất của Nintendo như là cảm biến chuyển động, macro, webcam và cảm biến sensor bar. Càng theo dõi buổi thuyết trình thì người xem lại càng được chiêm ngưỡng nhiều hơn những tính năng mới mà Wii U sở hữu. Nó đánh dấu lần đầu tiên mà một hệ máy của Nintendo chạm được đến ngưỡng hình ảnh 1080p. Cùng khả năng tương thích ngược với những game của Wii và toàn bộ những công nghệ của hệ máy này nay còn được bổ sung về số lượng cũng như sự đa dụng của các công nghệ đó, tạo ra hàng loạt những tương tác mới cực kỳ thú vị. Ví dụ như với chiếc Wii U Remote Control thì Wii U đã khai thác được chức năng của nó tốt hơn rất nhiều so với Wii khi bạn hoàn toàn có thể nhảy múa hoặc thậm chí là đánh gôn bằng chiếc remote này. Wii U cũng trình diễn một sức mạnh đồ họa nhanh nhất trong các dòng máy từng được tạo ra bởi Nintendo với hiệu năng GPU mạnh gấp 20 lần so với Wii và gần 240.000 lần nếu so với chiếc máy khởi đầu cho tất cả, đó là NES. Sự xuất hiện của chiếc Gamepad cung cấp cho Wii U sự tùy biến cũng như đa dạng cách sử dụng hơn rất nhiều so với Wii. Thay vì chỉ sử dụng một chiếc màn hình duy nhất thì với Gamepad, bạn hoàn toàn có thể stream game lên chiếc tay cầm này rồi sử dụng nó như một chiếc máy chơi game cầm tay độc lập. Chưa hết, giờ đây với hệ sinh thái gồm hai màn hình cùng các thiết bị đi kèm như là micro, camera và các cảm biến chuyển động thì có thể khẳng định đây chính là thiết bị sáng tạo nhất từng được làm ra cho cả người dùng lẫn các nhà phát triển, hứa hẹn một loạt những tương tác thú vị mà bạn có thể thực hiện cho cả trải nghiệm chơi đơn lẫn các hoạt động nhiều người. Tất cả đều cho thấy rằng điều gì mà Wii làm được thì Wii U cũng sẽ làm được và làm tốt hơn gấp 10 lần. Đây cũng là hệ máy đầu tiên hỗ trợ công nghệ NFC để tương tác với các Amiibo, khiến cho độ hype của người xem lại được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Và quả thật, Wii U đã có một khởi đầu cực kỳ suôn sẻ sau 2 tuần đầu mở bán, khi gần như đã cháy hàng trên mọi kênh phân phối và thậm chí đã bị đội giá lên tới 450-500 USD trên các sàn giao dịch online như là Amazon hay eBay. Trước sức tiêu thụ quá lớn, vượt qua khả năng phân phối của Nintendo, một lượng lớn người dùng đã không thể sở hữu được cỗ máy này vào thời điểm đó. Những tưởng sự khởi đầu cực kỳ tuyệt vời sẽ đánh dấu cho một thắng lợi nữa của Nintendo. Thế nhưng mọi thứ đã đột ngột quay ngoắt 180 độ khi ở khoảng thời gian sau đó, doanh số bán của Wii U giảm mạnh và không có bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào. Sức nóng khủng khiếp ở giai đoạn ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự lạnh nhạt của người tiêu dùng dành cho nó, và những chiếc kệ sắp đầy Wii U thì cứ yên vị ở đó một cách điều hưu từ ngày này sang ngày khác. Dù cho Nintendo đã liên tục đưa ra những giải pháp khắc phục như là bổ sung các tựa game mới và chiến dịch quảng cáo, thậm chí giảm giá mạnh chiếc Wii U xuống chỉ còn 250 USD cho phiên bản thường, nhưng vẫn chẳng thể vớt vát được tình hình. Kết cục là Wii U đã phải chấp nhận rời kệ với một cái nhất, đó là chiếc console thất bại nhất trong lịch sử ông lớn Nhật Bản này. Vậy tại sao Wii U với một mở đầu thuận lợi như thế lại có thể biến thành một sự thất vọng lớn đến như vậy? Để bàn về những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Wii U, chúng ta hãy nhìn một chút vào cục diện thị trường game nói chung và tương quan lực lượng của các ông lớn console vào thời điểm đó. Đây là giai đoạn cuối vòng đời của thế hệ console thứ 7 và kết quả của cuộc chiến thì đã dần hiện ra tương đối rõ ràng thông qua doanh số bán của chúng. Khi mà chúng ta có một Wii nằm chễm chệ ở đầu bảng xếp hạng với hơn 100 triệu chiếc console tẩu tán được,
Xếp ngay sau đó thì vẫn là sự gầm ghè nhau khá quyết liệt của PS3 và Xbox 360. Và cuộc đua thì lại sắp sửa được nóng lên một lần nữa khi mà hai con quái vật PS4 và Xbox One đã sẵn sàng tham gia vào trận chiến mới, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh long trời lở đất trong ngành công nghiệp game. Do đó, nếu muốn tiếp nối đà thành công của mình như đã làm đối với Wii, thì Nintendo sẽ phải đem tất cả những gì tốt nhất mà họ có vào chiếc console mới này của mình. Trở về buổi thuyết trình ra mắt sản phẩm tại E3 2011, khi mà Nintendo gần như đã dành toàn bộ thời gian vào việc giới thiệu chiếc gamepad kết hợp màn hình mà họ nói là đột phá lớn trong lĩnh vực console, cùng một loạt những thiết bị đi kèm mới. Nhưng mà có gì đó không đúng, bởi vì họ tuyệt nhiên không có bất cứ một sự giới thiệu nào, bất cứ một hình ảnh nào về phần cứng của Wii U, thứ đáng ra phải trở thành nhân vật chính trong buổi giới thiệu đó. Phần cứng của Wii U đã hoàn toàn bị bỏ qua để nhường spotlight cho chiếc gamepad của nó. Điều này dẫn tới một hệ lụy cực kỳ lớn, có liên quan trực tiếp đến chính tên gọi của chiếc máy này, đó là Wii U. Trong buổi ra mắt sản phẩm, Chủ tịch Greg G đã dành gần 5 phút đầu buổi thuyết trình để có thể giải thích được ý nghĩa của cái tên này, đó là Wii and U. Nhưng mà thật sự đấy, Wii U á? Chúng ta đã có Wii Sport, Wii Wheel, Wii Zapper, Wii Speak, Wii Balance Board, Wii Fit, Wii Baseball, vân vân và vân vân, cả tỷ thứ liên quan đến Wii rồi. Vậy thì Wii U à? Chắc là một cái tay cầm cho Wii nhỉ? Cũng được. Từ từ, cái gì cơ? $300 cho một cái tay cầm á? Vãi cả. Cách đặt tên của Wii U thực sự có vấn đề khi nó làm cho người mua bối rối, chẳng biết đây thật sự là cái gì. Cuối cùng là dẫn đến sự nhầm lẫn khi mọi người bắt đầu cho rằng đây chỉ là một thiết bị đi kèm tích hợp với những công nghệ mới cho Wii mà thôi. Và thế là từ buổi giới thiệu không đúng trọng tâm cùng với một tên gọi khó hiểu đã khiến cho Wii U trở thành một sản phẩm hoàn toàn xa lạ trong mắt người tiêu dùng, lỡ mất khoảng thời gian đầu quý giá đối với một sản phẩm mới. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây chắc chắn không phải là nguyên nhân chí mạng để Wii U thất bại, vẫn còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Và nhắc lại một chút thì nhà Nintendo đã từng có SNES cực kỳ thành công sau NES kia mà, nên là tạm dừng đổ lỗi cho cái tên, hãy tìm hiểu những vấn đề nghiêm trọng hơn mà Wii U gặp phải. Mà yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình từ khi lên ý tưởng, sản xuất cho tới marketing, đó là dường như Nintendo đã không xác định được đối tượng khách hàng cụ thể mà mình muốn nhắm đến. Với Wii U, nó quá cồng kềnh để là một chiếc máy chơi game cầm tay, và bạn sẽ không thể cầm nổi chiếc tay cầm này ra ngoài chơi game được, mà sẽ bị giới hạn khoảng cách 10m để giữ kết nối với thân máy. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, với cương vị là một chiếc console thì Wii U cũng không đủ hiệu năng để cạnh tranh với các hệ máy đối thủ là PlayStation hay Xbox. Cụ thể, Wii U được trang bị các đồ họa RV760 có hiệu năng tương đương với dòng chip Radeon 3800, vi xử lý 3 nhân IBM, cùng với đó là 2GB, rõ ràng là yếu hơn rất nhiều so với hai cỗ máy Next Gen, PS4 và Xbox One, thậm chí nó còn thua kém hơn khi so sánh với hai cỗ máy thế hệ cũ là Xbox 360 hay PS3. Lấy ví dụ khi bạn muốn chuyển về màn hình chính lúc đang chơi game, thì đối với Xbox 360 hay PS3, thao tác này gần như là ngay lập tức. Nhưng đối với Wii U thì nó sẽ bắt bạn phải chờ khoảng 10 giây hoặc lâu hơn, tạo cảm giác cực kỳ khó chịu. Dung lượng pin của chiếc gamepad cũng là một vấn đề, với viên pin 3600mAh thì nó chỉ có thời lượng khoảng 3-4 giờ chơi, rõ ràng là không đủ để thỏa mãn những game thủ thích try hard. Và nếu muốn khắc phục vấn đề này thì giải pháp khả dĩ nhất là bạn sẽ phải thay thế bằng viên pin dung lượng cao với mức giá không hề rẻ, khoảng $150 và cực kỳ khan hiếm về nguồn cung. Nhưng hãy dừng lại ở đây một chút, bởi vì nếu nhìn kỹ hơn vào thị trường game lúc đó thì chúng ta sẽ biết được một sự thật, đó là đối thủ của Wii U thực tế không phải là Xbox One hay PS4 mà lại chính là Wii, hay xa nữa là 3DS. Bởi vì khi mà Wii đã mở ra cho Nintendo một bộ phận khách hàng mới, không chỉ tập trung vào những game thủ đơn thuần mà còn là cả gia đình quây quần bên nhau, chơi những tựa game có vui nhộn hay những trải nghiệm vận động mà Wii sở hữu, thì rõ ràng Nintendo đã có một cơ sở vững chắc để định hướng cho chiếc Wii U của mình. Không nhất thiết phải chạy đua hiệu năng theo xu hướng chung, mà có thể tiếp tục tập trung vào những thế mạnh của họ như là trải nghiệm chơi game nhiều người hay là các tương tác đặc biệt với thiết bị đi kèm. Đáng buồn thay, Nintendo đã xử lý vấn đề theo một cách tệ nhất có thể, khi mà Wii U đã chẳng đáp ứng được nhu cầu của game thủ đại chúng với một cấu hình giờ tệ. Thế nhưng, đối với những người dùng casual thì Nintendo cũng thất bại toàn tập, với rất nhiều nguyên nhân khác nhau, khởi đầu là từ sự lúng túng trong khâu giới thiệu sản phẩm và sau đó là về giá bán. Dù sở hữu hiệu năng thua xa hai chiếc console từ hai gã nhà giàu đối thủ, nhưng về mảng giá thì Nintendo lại cực tích cực chạy đua cho bằng bạn bằng bè khi mà Wii U sở hữu hai phiên bản, đó là phiên bản thường với 8GB bộ nhớ có giá là $299 và bản Deluxe có 32GB bộ nhớ với giá $349.
Rõ ràng dung lượng ổ cứng như thế này là quá khiêm tốn vào thời điểm đó, nếu không muốn nói là cực kỳ khập khiễng khi so sánh với 200GB bộ nhớ trong phiên bản thường của PS3, cỗ máy mà thậm chí đã ra mắt được 6 năm. Chưa kể chắc chắn đây sẽ không phải là số tiền cuối cùng bạn phải bỏ ra cho Wii U, bởi vì bạn sẽ còn phải sắm cho mình một số phụ kiện đi kèm như là Nunchuck, Wii U Remote, Sensor Bar nếu như muốn trải nghiệm được đầy đủ những tựa game cũng như tính năng của máy. Nên rõ ràng, Wii U đã sở hữu một mức giá chẳng cạnh tranh chút nào vào thời điểm đó. Một nguyên nhân lớn khác dẫn đến sự đi xuống nhanh chóng của Wii U lại đến từ khía cạnh vốn dĩ làm nên thương hiệu và là điểm cực kỳ mạnh từ xưa đến giờ của họ, những trò chơi độc quyền. Một phút thật lòng nhé, hãy cho mình biết nguyên nhân nào khiến bạn mua Switch. Bởi vì nó có một thiết kế cực kỳ thân thiện với người dùng, nhỏ gọn, nhiều cách sử dụng, hay là có thể chơi nhiều người. Hoặc là bạn có thể thú thật với mình rằng bạn mua Switch để chơi Zelda hay Mario. Rõ ràng thì game độc quyền mới chính là con bài tẩy của Nintendo cho mỗi hệ máy của mình, là thứ khiến cho những đối thủ của họ phải khiếp sợ và chẳng bao giờ có thể so bì. Vậy Wii U sở hữu những tựa game độc quyền nào có đủ sức hấp dẫn người chơi hay không? Câu trả lời đáng tiếc là không. Hai tựa game nằm ở bìa quảng cáo cho Wii U đó là Mario Smart Bros và Nintendo Land. Công bằng mà nói thì đây không phải là những tựa game tệ như truyền thống game độc quyền từ nhà Nintendo, nhưng chừng đó rõ ràng là không đủ hấp dẫn cho chiến dịch quảng cáo của một hệ máy mới đến từ nhà Nintendo. Thêm vào đó thì những tựa game độc quyền của Wii U đều là những tựa game đã có sẵn trên Wii, 3DS hay thậm chí là 2DS rồi mới được port lên Wii U và được sửa sang lại một chút về đồ họa. Vậy thì tại sao bạn phải móc hầu bao một số tiền không hề nhỏ để mua Wii U cũng như mua các game của hệ máy này cơ chứ? Wii đã đủ tốt rồi còn gì? Wii U đã thiếu game độc quyền là vậy, nhưng ngay cả với những tựa game đến từ các nhà phát triển bên thứ ba thì cũng chẳng khá hơn là bao. Khi mà số lượng các đầu game bên thứ ba trên Wii U là cực kỳ khiêm tốn và đến được tay chúng ta thì thường chỉ là những tựa game đã được ký hợp đồng từ trước khi Wii U ra mắt mà thôi. Tại sao lại có tình trạng này? Hãy cùng chúng mình nhìn kỹ hơn quá trình mà một nhà phát triển bên thứ ba tạo ra một tựa game cho Wii U nhé. Theo bài viết trên trang web Eurogamer, một nhà phát triển game đã kể lại chính câu chuyện của mình khi làm việc với Nintendo trong thời gian trước khi Wii U thật sự ra mắt. Theo tác giả, khó khăn đã đến ngay từ trong các cuộc họp nội bộ, nơi mà Nintendo công bố những thông tin đầu tiên về thông số cấu hình của Wii U cho các bên phát triển game. Gần như mọi dữ liệu từ các cuộc chạy thử hay từ các cỗ máy dựng mẫu theo cấu hình tiêu chuẩn của Wii U đều cho ra kết quả rằng Wii U quá yếu để chạy những công nghệ của thế hệ tiếp theo, thậm chí thì nó còn chẳng đủ sức để chạy những game của thế hệ console hiện thời. Thế nhưng thông tin này chỉ được đến với các nhà phát triển vào giai đoạn mà gần như Nintendo chẳng thể nào can thiệp vào phần cứng được nữa. Và trên thực tế thì ngay từ bước này, một số nhà phát triển đã tạm ngừng kế hoạch phát triển game cho cỗ máy đáng thương vì những giới hạn của nó. Nhưng với một số ít nhà phát triển khác, vì nhiều nguyên nhân mà họ nhận được chỉ thị phải tiếp tục làm game cho Wii U, cho nên họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc xoay sở với những gì ít ỏi có trong tay. Công cuộc làm game lúc này chính thức bắt đầu với bộ Wii U mẫu mà Nintendo cung cấp. Thế nhưng những trục trặc nhanh chóng xuất hiện khi mà họ không thể sử dụng được bộ mã nguồn từ chính Nintendo, khiến cho quá trình sản xuất hoàn toàn bị đình trệ. Vấn đề này sau đó cũng được giải quyết, nhưng những người đưa ra được giải pháp lại không phải Nintendo mà là một công ty thứ ba đã phải mày mò rồi tự tạo ra bản vá cho bộ mã nguồn này. Thế nhưng giải quyết cái này thì vấn đề khác lại nảy sinh khi mà phần mềm Visual Studio dùng để soạn thảo code của Nintendo cung cấp lộ ra một nhược điểm, đó là thời gian liên kết các đoạn code quá lâu, khiến cho quá trình tiền phát triển trò chơi vốn đã bị trì hoãn nay lại càng chậm trễ hơn nữa. Nhưng nếu bạn nghĩ như thế đã là xong thì câu trả lời đó là không, khi mà vấn đề này lại tiếp tục tái diễn ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển với công cụ debug cũng do chính nhà Nintendo tung ra. Như vậy là đã có tới 3 lần những công cụ phát triển của Nintendo gặp lỗi. Điều này đã trực tiếp chỉ ra một thực tế, đó là Nintendo còn chẳng hiểu rõ chính hệ máy mà mình tạo ra. Và đây thực sự là một điều không thể chấp nhận với tầm vóc của một dự án được đầu tư cực kỳ lớn như Wii U. Khi mà những công cụ phát triển không được chuẩn bị cho các nhà phát triển game ở điều kiện tốt nhất thì việc có thể tạo ra những tựa game hay thực sự là bất khả thi. Quay trở lại với quá trình làm game đang dang dở, bây giờ là giai đoạn mà trò chơi đã hoàn thành và việc của các nhà phát triển lúc này đó là làm việc với bộ điều khiển của Wii U để có thể làm ra những tương tác đặc biệt dành riêng cho máy. Vì tiếp tục gặp phải những lỗi phát sinh nên họ đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Nintendo gần nhất để giải quyết. Nhưng mà thường thì câu trả lời nhận được sẽ tới rất trễ, có khi lên đến một tuần do những khó khăn về bất đồng ngôn ngữ. Mặt khác, với việc phần cứng của Wii U quá yếu, thật sự không có nhiều không gian để nhà phát triển có thể thoải mái thêm vào những tính năng thú vị cho Wii U, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng mà trò chơi có thể đạt được. Vậy là những ý tưởng hay cứ nảy ra xong thì lại phải vứt vào xọt rác, đơn giản vì Wii U không thể gánh được chúng. Cộng với thời gian phát triển đã bị rút ngắn đi rất nhiều vì những vấn đề đã nêu ra, thì các nhà phát triển không còn đủ khả năng hay kiên nhẫn để có thể thực hiện hậu kỳ cho game một cách chỉnh chu được nữa. Kết quả là những game của các nhà phát triển tạo ra cho Wii U đã ít về số lượng mà lại đều có chất lượng từ trung bình cho đến kém.
nó còn thiếu những tính năng bổ sung như là multiplayer hay DLC, và nhất là những game này thường được port lên sau khi đã có mặt trên các hệ máy khác rồi, chứ không hề được độc quyền hay ít nhất là ra mắt cùng lúc với các hệ máy khác. Nên rõ ràng là độ hấp dẫn của phiên bản trên Wii U đã giảm đi đáng kể. Chưa kể thời điểm đó có quá nhiều sự lựa chọn để các nhà phát triển có thể thực hiện dự án của mình, cho nên giữa một hệ máy có doanh số bán thấp, không thể đảm bảo được doanh thu mà lại còn khó khăn trong khâu phát triển so với những cỗ máy hứa hẹn mà chỉ chưa tới một năm sau đó thôi là sẽ ra mắt như PS4 hay Xbox One, thì câu trả lời đã khá là rõ ràng. Kết quả là trong suốt vòng đời của mình, chỉ có 118 game được bên thứ ba sản xuất riêng cho Wii U, khiến cho nó lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Đó là chẳng ai muốn mua Wii U bởi vì nó không có nhiều game hay, và không có nhà phát triển nào muốn làm game cho Wii U vì chẳng có ai mua Wii U cả. Đó chính là hệ lụy của một chiếc console mắc kẹt trong việc mở rộng hệ sinh thái của mình, và một khi đã mắc lầy thì sẽ thật khó để thoát ra. Giờ thì được rồi, hãy bỏ qua tất cả những thứ mình vừa nói bên trên đi, bởi vì đây là thế kỷ 21, mọi thứ đều có thể kiếm ra tiền nếu như nó được marketing đủ tốt, không cần biết chất lượng như thế nào. Tới cười lao xuống sông còn kiếm được tiền tỷ. Đã đến mức cù lao rồi. Thì sao một cỗ máy mới nhà Nintendo lại có thể thất bại được chứ? Và đây chính xác là lúc mà mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Đó chính là chiến dịch marketing cực kỳ tệ hại. Không chỉ dừng lại ở buổi giới thiệu, Nintendo đã sai, nay lại càng sai hơn qua các đoạn quảng cáo cực kỳ ối rồi ôi như thế này. Khiến mình tự hỏi, bản thân đang xem quảng cáo về một sản phẩm game thủ muốn mua hay là sitcom của Disney Channel dành cho trẻ em 10 tuổi nữa. Nên đây chẳng khác nào chiếc đinh cuối cùng đóng chặt vào chiếc quan tài của Wii U cả. Là máy đã dở mà truyền thông còn kém nữa thì ai cứu nổi bây giờ. Wii U đã đành phải chấp nhận thất bại và rời thị trường với doanh số tệ hại như thế. Và đó chính là câu chuyện về cách mà Nintendo đã sẩy chân với chiếc máy con cưng của mình, một thất bại hiếm hoi nhưng cực kỳ đau đớn trong lịch sử lâu đời của công ty này. Thế nhưng, không thể phủ nhận những giá trị mà Wii U đã mang lại cho Nintendo và cho cả chúng ta. Khi mà nhờ rút ra được những sai lầm từ Wii U, Nintendo đã có thể cho ra đời sản phẩm có thể coi là tuyệt vời nhất trong thế giới gaming 10 năm trở lại đây. Đó chính là Nintendo Switch, với sự kế thừa những tinh hoa từ người anh đoản mệnh của mình. Cộng với những cải tiến thông minh nhắm vào trải nghiệm người dùng, thì thành tích 118 triệu chiếc máy bán được chính là sự trả nợ cực kỳ xứng đáng mà đội ngũ Nintendo dành cho thất bại trong quá khứ của họ. Còn đối với người chơi chúng ta thì còn gì hạnh phúc hơn là có thể được đốt tiền cho chiếc máy chơi game ưa thích cơ chứ. Nên là dù Wii U đã thất bại thì những giá trị của nó mang lại sẽ mãi là một phần của lịch sử thế giới game. Nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho Fangame. Và cũng đừng quên tham gia vào Discord cũng như chương trình hội viên của chúng mình để được xem những nội dung đặc biệt, độc quyền và giao lưu với các thành viên của Fangame nhé.